Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin nóng trên kênh tin tức của báo Tiền Phong. Sáng ngày 27 tháng 6, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội công bố bản án phúc thẩm đối với 10 bị cáo có kháng án trong vụ án hình sự liên quan đến những sai phạm tại dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2. Theo đó, ông Mai Tuấn Anh, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, được giảm từ 42 tháng tù còn 36 tháng hưởng án treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Tuấn Anh bị xác định gây thiệt hại gần 700 tỷ đồng trong quá trình thanh toán cho các nhà thầu thi công cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, gồm giai đoạn 1 hơn 549 tỷ đồng và giai đoạn 2 hơn 148 tỷ đồng. 9 bị cáo còn lại gồm các giám đốc chất lượng của nhà thầu và kỹ sư vật liệu cũng được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo, nhận các mức án từ 2 cho đến 5 năm tù. Trước đó, trong phiên xét xử phúc thẩm đầu tiên ngày 25 tháng 6, bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, thừa nhận trách nhiệm của bản thân trong vụ án. Khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi, sau khi làm xong, bị cáo có quay lại tuyến đường không? Cựu Tổng Giám đốc VEC khai, giai đoạn 1 của dự án được đưa vào khai thác tháng 8 năm 2017 và giai đoạn 2 vào tháng 9 năm 2018. Sau khi đưa vào khai thác, bị cáo đã quay lại tuyến đường 3 đến 4 lần. Hội đồng xét xử tiếp tục đặt câu hỏi, khi quay lại, bị cáo thấy tuyến đường như thế nào? Ông Tuấn Anh nói, về kỹ thuật, bị cáo thấy tuyến đường được khai thác theo đúng tiêu chuẩn thiết kế, các phương tiện lưu thông với vận tốc 120 km/h. Khi hội đồng xét xử hỏi bị cáo có thấy tuyến đường có ổ voi, ổ gà, lún nứt không, ông Tuấn Anh tiếp tục khai nhận có. Tiếp đến, trước câu hỏi có hư hỏng nhiều không hay chỉ một, hai chỗ, cựu Tổng Giám đốc VEC nói, sau 14 tháng đưa vào khai thác giai đoạn 1 mới xuất hiện các vết hư hỏng và tổng số hư hỏng là 70 m². Sau khi báo chí đưa tin vào tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông, Bộ Xây dựng cùng Hội đồng Tư vấn kiểm tra báo cáo Thủ tướng bằng văn bản. Tại tòa, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam khẳng định theo đúng tiêu chuẩn quốc tế đối với mặt đường bê tông nhựa, thời gian trùng tu là 5 năm và đại tu là 10 năm. Về nguyên nhân hư hỏng, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, bị cáo Mai Tuấn Anh khai có hai nguyên nhân chính là khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân chủ quan do có khiếm khuyết về chất lượng, còn nguyên nhân khách quan là sau một thời gian đưa vào khai thác bị ảnh hưởng bởi tải trọng và điều kiện thời tiết dẫn đến hư hỏng. Vì thế, đối với công trình cấp đặc biệt và cấp 1, thời gian bảo hành là 48 tháng. Mức tiền bảo đảm bảo hành là 3% giá trị hợp đồng. Hội đồng xét xử xét hỏi, nếu chất lượng đảm bảo, đúng kỹ thuật con đường có hư hỏng không? Bị cáo Tuấn Anh khai, nếu tất cả đều làm đúng, con đường không thể hư hỏng như vậy. Và trình bày, dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là rất lớn nên không thể tránh được những rủi ro từ các yếu tố chủ quan và khách quan. Tại tòa, bị cáo Mai Tuấn Anh cũng khẳng định, tất cả hạng mục của dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đều được nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Mai Tuấn Anh đã buông lỏng công tác quản lý, không kiên quyết chỉ đạo để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện dự án về nguồn vật liệu, công tác thi công và nghiệm thu dự án. Bị cáo này cũng không kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công, dẫn đến thi công không đúng với thiết kế dự án, do đó chất lượng công trình không đảm bảo, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước ở mức đặc biệt nghiêm trọng. Cấp phúc thẩm đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, song các bị cáo đều có nhân thân tốt, tích cực hợp tác trong quá trình điều tra. Họ là những người làm công ăn lương, có trình độ chuyên môn cao, không tư lợi và đều mong muốn tuyến đường được sử dụng, khai thác hiệu quả nên chấp nhận kháng cáo. Về trách nhiệm dân sự, Tòa án Nhân dân cấp cao nêu rõ, sai phạm của các bị cáo dẫn đến chất lượng công trình chưa đảm bảo. Việc Tổng Công ty VEC thanh toán 460 tỷ đồng cho các nhà thầu thi công là không đúng quy định, bởi khi công trình có hư hỏng thì cần sửa chữa, nếu không khắc phục được thì phải thi công lại. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên buộc các nhà thầu thi công phải hoàn trả cho VEC tổng cộng 460 tỷ đồng, tương ứng với các gói thầu không đảm bảo chất lượng. Dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia do Tổng Công ty VEC làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài gần 140 km, giai đoạn 1 dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Đã thông xe từ tháng 8 năm 2017, gồm 8 gói thầu, còn giai đoạn 2 dài hơn 74 km từ Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi. Thông xe tháng 9 năm 2018, gồm 5 gói thầu. Ngày 25 và 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên phúc thẩm vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2, xét kháng cáo của 10 bị cáo và 5 nhà thầu bị đơn dân sự. Diễn biến phiên tòa sáng ngày 25 tháng 6, các nhà thầu và luật sư, bảo vệ đều đề nghị hoãn phiên tòa do vắng mặt của các giám định viên và tư vấn giám sát. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng những người này đã được triệu tập song vắng mặt,
nhưng kết quả giám định đã được làm rõ trong quá trình điều tra và bản án sơ thẩm. Sự có mặt của họ chỉ giải thích thêm về căn cứ và phương pháp đưa ra kết luận giám định đã được bản án sơ thẩm đánh giá là xác thực. Kiểm sát viên nêu, có thể đánh giá bản chất vụ án mà không cần thiết phải có mặt giám định viên. Sau hội ý, hội đồng xét xử đã đồng tình với đề nghị của viện kiểm sát tiếp tục xét xử. Trong 10 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt có ông Mai Tuấn Anh, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC. Án sơ thẩm tuyên 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cùng một số giám đốc, kỹ sư, các gói thầu xây dựng. 12 bị cáo còn lại của vụ án không kháng cáo, trong đó có ông Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC. Mức án 5 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, 5 nhà thầu cũng kháng cáo do không đồng ý với phần trách nhiệm bồi thường. Trong phiên sơ thẩm 8 tháng trước, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên buộc 5 nhà thầu, chứ không phải các bị cáo, phải bồi thường cho VEC thiệt hại của vụ án, được xác định là 460 tỷ đồng. Trong đó, Tổng công ty xây dựng số 1 CC1 bồi thường cho gói A1 trị giá 47,5 tỷ đồng, Tập đoàn Công trình Giao thông tỉnh Sơn Đông Trung Quốc gói A2 trị giá 129 tỷ đồng, Tập đoàn Xây dựng tỉnh Giang Tô Trung Quốc bồi thường gói A3 trị giá 85 tỷ đồng, Tập đoàn Lotte Inc. Hàn Quốc gói A4 trị giá 127 tỷ đồng và Tập đoàn POSCO Inc. Hàn Quốc bồi thường gói A4 trị giá 71 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm đã dành quyền cho 5 nhà thầu yêu cầu các bị cáo phải bồi hoàn trong vụ án dân sự khác. Nếu có yêu cầu, hội đồng xét xử ghi nhận nhà thầu CC1 không yêu cầu các bị cáo bồi hoàn. Trước đó, hồi tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Mai Tuấn Anh mức án 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 30 tháng tù đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình, xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm xác định dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài gần 140 km, trong đó giai đoạn 1 của dự án dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng tới thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn 2 là đoạn đường dài hơn 74 km. Tuy nhiên, khi mới đưa vào vận hành khai thác, trên toàn tuyến đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông. Kết quả điều tra tuyến đường 74 km thuộc giai đoạn 2, tương đương 5 gói thầu, xác định 22 bị cáo thuộc chủ đầu tư dự án, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công và tư vấn giám sát không tuân thủ quy định từ khâu lựa chọn vật liệu nguồn, thiết kế phối trộn, thi công thử đến thi công đại trà các lớp vật liệu. Khi nghiệm thu, các đơn vị trên không thực hiện đo cường độ module, đàn hồi trên các lớp vật liệu. Có nhiều hạng mục thi công tiến hành nghiệm thu không có sự tham gia của đại diện ban quản lý dự án. Hội đồng nghiệm thu cơ sở không nghiệm thu hoàn thành chuyển bước giai đoạn thi công tổng thể nền đường, tổng thể mặt đường. Hành vi của các bị cáo khiến cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng sau đó, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 460 tỷ đồng tại giai đoạn 2. Lương chi sau lớp nhựa đường. Quá trình điều tra xét xử, một trong những sai phạm được chỉ ra đó là chỉ trong 140 km đường cao tốc này có 550 điểm bong chóc, tức cứ 254 mét có một chỗ hỏng. Có một điều ai cũng nhìn nhận rằng đó là đường hỏng thì sửa, sửa không đúng kỹ thuật lại tiếp tục hỏng. Và cứ như thế sẽ chẳng bao giờ có được con đường chất lượng, nhất là khi lương chi con người bị hỏng. Các bị cáo liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi cũng sẽ nhận mức án tương xứng với tội danh do mình gây ra. Thế nhưng hậu quả mà họ để lại khiến người dân sợ hãi. Nào là nền đường lẫn nhiều đá không được loại bỏ, vật liệu thi công không phù hợp chất lượng, kích cỡ, đá dăm gia cố lớp xi măng bị nứt dọc, nứt ngang, một số phân đoạn bê tông nhựa, đá dăm không đạt yêu cầu kỹ thuật, lớp đất đắp không đạt độ chặt, không đạt độ dày. Và không thể không nói đến con số thiệt hại cho ngân sách nhà nước mà cơ quan chức năng thống kê từ con đường 34.000 tỷ đồng, khi đó là hơn 1.200 tỷ đồng. Cụ thể, giai đoạn 1 dài 65 km từ thành phố Đà Nẵng đến thành phố Tam Kỳ là 811 tỷ đồng. Giai đoạn 2 dài hơn 74 km từ thành phố Tam Kỳ đến thành phố Quảng Ngãi là 460 tỷ đồng. Sự việc lại càng trở nên nóng hơn khi kết thúc phần công bố cáo trạng phiên tòa sơ thẩm diễn ra tháng 10 năm 2023. Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với các bị cáo trong vụ án liên quan đến sai phạm tại giai đoạn 2 tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Bị cáo Trần Văn Tám, cựu tổng giám đốc VEC, người bị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc là người trực tiếp phụ trách dự án kiêm chủ tịch hội đồng nghiệm thu cơ sở. Ông cho rằng chỉ đánh giá khối lượng hoàn thành cơ bản theo thiết kế chứ không đánh giá chất lượng. Nghe xong, có nhiều người ngỡ ngàng vì sự tác trách này. Thế nhưng, câu chuyện về chất lượng đường xấu tương tự như thảm nhựa không đúng chuẩn kỹ thuật, thảm nhựa vào trời mưa không phải chuyện mới mà nó như chuyện thường ngày ở huyện. Trong kiến nghị của người dân thuộc địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giá bồi thường đất nông nghiệp quận Hoàng Mai hiện là 252.000 đồng một mét vuông, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất hiện nay.
bởi giá đất nông nghiệp một số khu vực tại quận Hoàng Mai, Hà Nội được giao bán có nơi hơn 26 triệu đồng một mét vuông. Trong bối cảnh luật đất đai năm 2024 sắp đi vào thực tiễn, những bất cập này được người dân kỳ vọng sẽ sớm được giải quyết. Cụ thể, người dân quận Hoàng Mai vừa có kiến nghị thành phố Hà Nội xem xét lại giá bồi thường đất nông nghiệp tại Hoàng Mai hiện là 252.000 đồng một mét vuông. Trong đó, người dân cho rằng mức giá bồi thường này chưa phù hợp với thực tế, chưa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Căn cứ quy định luật đất đai năm 2013, Nghị định số 12 năm 2024, ngày 5 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ, giá đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giá đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố được khảo sát, điều tra và xây dựng quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động đến giá đất của đơn vị tư vấn độc lập. Báo cáo đề xuất của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai đã được các cơ quan xem xét thông qua theo quy định. Một số người môi giới đất tại quận Hoàng Mai, giá đất nông nghiệp trên địa bàn quận được chủ đất giao bán chủ yếu từ 14 đến 23 triệu đồng một mét vuông. Trước đó, thời điểm năm 2016, giá đất nông nghiệp ở Hoàng Mai có nơi chỉ vào khoảng 200.000 đồng đến 300.000 đồng một mét vuông, ngang ngửa với mức bồi thường đất nông nghiệp ở Hoàng Mai vào năm 2024. Từ giai đoạn năm 2019 đến năm 2021, thời điểm thị trường bất động sản trải qua sốt đất mới khiến giá đất nông nghiệp ở Hoàng Mai cũng như nhiều quận, huyện ở Hà Nội tăng gấp vài chục đến trăm lần. Anh Trung Đức là môi giới đất tại quận Hoàng Mai cho biết, trên địa bàn số lượng đất nông nghiệp giao bán qua môi giới không nhiều, nhu cầu mua đất nông nghiệp những năm gần đây cũng tăng hơn so với giai đoạn khoảng 5 đến 10 năm trước. Điều này bởi giá đất nông nghiệp những năm gần đây tăng mạnh. Anh Đức chia sẻ, giá đất nông nghiệp được chủ đất giao bán trên địa bàn quận hiện nay không dưới 10 triệu đồng một mét vuông. Những huyện xa trung tâm, vùng ven giáp các tỉnh khác cũng từ vài triệu đồng một mét vuông. Hiếm có những nơi giá đất giao bán dưới 1 triệu đồng một mét vuông. Đây là nguyên nhân khiến người dân cho rằng mức giá đền bù đất nông nghiệp ở Hoàng Mai quá thấp, không đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất. Trước những kiến nghị của người dân quận Hoàng Mai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tiếp thu ý kiến, đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai rà soát, điều tra, khảo sát, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, báo cáo và đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất thành phố trong thời gian xây dựng bảng giá đất theo luật đất đai năm 2024. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội, giá đất nông nghiệp trồng lúa nước, trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn các quận, huyện được căn cứ theo quyết định số 30 năm 2019, ngày 31 tháng 12 năm 2019 và số 20 năm 2023, ngày 7 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địia bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong bối cảnh luật đất đai năm 2024 sắp đi vào thực tiễn, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Nội cho biết, một trong những điểm mới của luật đất đai 2024 chính là quyền lợi của người dân có đất trong diện bị thu hồi để làm các dự án được đảm bảo. Khi bảng giá đất được ban hành hàng năm sẽ giúp giá bồi thường đất trong đó có đất nông nghiệp sát hơn với giá thị trường. Các quy định mới cũng được kỳ vọng giúp những dự án treo nhiều năm sớm được tháo gỡ, mang lại điều kiện sống tốt hơn cho người dân. Ông Điệp chia sẻ, thực tế ghi nhận hiện nay tại một số đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhiều dự án từ ngày có quyết định thu hồi đất đến nay từ 10 đến 20 năm nhưng vẫn chưa thể triển khai, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong các dự án này. Trong đó các dự án có quyết định thu hồi đất từ rất lâu khiến các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay sau nhiều năm vẫn chưa hoàn tất công tác bồi thường, thu hồi đất khiến các dự án xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng nhiều người dân rơi vào cảnh khó khăn, đi không được mà ở cũng không xong. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho người dân có đất bị thu hồi, luật đất đai năm 2024 còn nhiều quy định khác được cho là mang lại lợi ích hơn cho người dân như việc tăng giá đất bồi thường hay chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà tái định cư, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Theo luật đất đai năm 2024, việc bỏ quy định về khung giá đất và đất sẽ được định giá theo nguyên tắc thị trường. Theo đó, khi bỏ khung giá đất, mỗi địa phương sẽ tự quyết định bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá mỗi năm một lần để phù hợp với giá đất thị trường thay vì 5 năm một lần và căn cứ vào giá đất tối thiểu, tối đa do chính phủ ban hành như hiện nay. Bảng giá đất mới được quy định cần tiệm cận với giá đất thị trường mà giá đền bù được tính theo giá đất cụ thể. Như vậy sẽ kéo theo giá đền bù đất tăng so với hiện nay. Hiện nay, luật đất đai năm 2024 đã quy định các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ thực hiện việc công bố bảng giá đất mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, nếu luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, thì rất có thể bảng giá đất của các tỉnh thành sẽ được Ủy ban Nhân dân cập nhật sớm hơn dự kiến. Kéo theo đó, người dân sẽ được thu hẹp khoảng thời gian được nhận bồi thường cao hơn khi nhà nước thu hồi đất.
Ngoài ra, một quy định mới cũng mang lại quyền lợi lớn cho người dân bị thu hồi đất. Cụ thể, người dân bị thu hồi đất nông nghiệp mà đủ điều kiện được bồi thường, mà khi có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, nhà ở và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở thì sẽ được bồi thường bằng đất, nhà ở tái định cư. Như vậy, nếu luật đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm hơn dự kiến, thì từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và quỹ đất địa phương cho phép. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.